Hey Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi ngữ pháp ở GPT N1. Đầu tiên là môn đai số 5. Môn đai số 5 là môn đai về ngữ pháp trong câu, câu số 26 này. Kenka ni maketa otoko ga aete ni abiseta kitanai kotoba wa kiku kaenakatta. Đây là một câu hỏi về trợ từ đúng không? O, ni, de hay là mo? Chúng ta biết rồi, đây là ngữ pháp ni tai nai. Vậy các bạn sẽ chọn đáp án đúng là số 2 đúng nhỉ? Đấy. Không phải là o d hay là mô nhá. Ngữ pháp vê đựng cộng ni tai nai có nghĩa là không đáng làm vê đúng nhỉ? Câu này có nghĩa là những cái lời nói kitana, những cái lời nói dơ bẩn, bẩn thỉu mà cái người đàn ông đã thua trong cuộc tranh cãi dội vào người đối phương. Đấy. Có nghĩa là hai người tranh cãi với nhau và cái ông mà thua ấy thì ông ấy nói những cái lời rất là bẩn tục tĩu dội vào người đối phương, thì những cái lời đó nó không đáng để nghe, nó không có giá trị để nghe thì dùng trợ từ là trợ từ nhị nhá. Tiếp theo câu số 27 này. Kono hitokoto wa hisan na saigai kara tachi naotta hito nani nani hajimete katareru kotoba daro wa oroka oite nagara ni và nishite. Trước là chúng ta cùng xem qua cái câu người ta cho nó là gì này. Ở người ta cho này, kono hitokoto có nghĩa là một cái câu nói này. Đấy. Một cái câu nói này này, về sau có lẽ là cái câu nói mà lần đầu tiên có thể nói ra, có thể kể ra. Vế trước đang là cái người mà tachi naota, có nghĩa là cái người mà vực dậy được, đứng dậy được. Đấy, cái người mà đứng dậy được khỏi vực dậy được sau cái tai nạn, sau cái thiệt hại bi thảm khủng khiếp, thảm họa khủng khiếp. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ dùng cái nào nhá? Số 1 wa oroka có nghĩa là đương nhiên, cái này nó giống là một chirong hay là một toyori ấy. A wa oroka b có nghĩa là cái a là đương nhiên, cái b cũng vậy, nhưng đây hoàn toàn không có cái sắc thái đương nhiên đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ một này. Số 2 oite nanani oite có nghĩa là ngoài cái phía trước đấy ra, chẳng như là a oite là ngoài cái a ra ấy, thì đằng sau sẽ không có cái gì nữa, đằng sau sẽ thường có những cái từ chỉ sự phủ định như là inai hoặc là nai, không có ở đây đúng không. Loại số 3 nagarani. Nagarani có nghĩa là gì nhỉ? Vẫn nguyên như thế, vẫn như thế, nó đi kèm với lại một số biểu hiện cố định, chẳng hạn như là chúng ta có umare nagarani đúng không, có nghĩa là như từ khi mới sinh ra đúng nhỉ, hoặc là chúng ta có namida nagarani đấy, có nghĩa là chìm trong nước mắt này, hay là mukashi nagara là như ngày xưa. Ở đây chúng ta thấy là không có những cái biểu hiện quen thuộc như này nên là chúng ta cũng không chọn được. Vậy thì đương nhiên là 1 2 3 sai thì chỉ còn 4 là phù hợp thôi. Đấy là cái việc loại trừ nhá. Còn nếu mà lập luận ấy thì nishite khi mà nó đi kèm với một số cái danh từ phía trước, chẳng hạn như là đây, chẳng hạn như là gì nhỉ, Juneme này, Nishite có nghĩa là đến tận năm thứ 10 đấy, chẳng hạn như là Carrera đúng nhỉ, Carrera ga kekkon shita kedo đấy, Juneme Nishite kodomo ga dekita chẳng hạn, họ đã kết hôn với nhau nhưng mà đến tận năm thứ 10 mới có con. Hoặc là có thể dùng với dạng thức như là gì nhỉ, những cái từ chỉ người chẳng hạn như là chạ này, hoặc là daikiyo từ chỉ đối tượng nishite có nghĩa là phải phải là đối tượng này thì mới có cái đằng sau đấy, hoặc đến cả cái đối tượng như vậy cũng không thể đằng sau. Đúng đây là số 4, có nghĩa là cái câu nói này ấy, có lẽ là câu nói mà phải là nhé, cái này sẽ dịch là mà phải là, mà phải là những người mà đã vực dậy được, đã khôi phục lại được sau cái thảm họa khủng khiếp mới có thể kể ra được. Chẳng hạn như là những người mà đã trải qua cái gì nhỉ? Trải qua cái sóng thần đúng không? Ở Nhật Bản, động đất sóng thần ở Nhật Bản ấy, thì họ kể lại những cái câu chuyện như thế nó mới mang tính chất có giá trị, chứ còn những người mà chưa từng thì không thể nào mà nói ra mà có cái giá trị cho người ta thấm được. Nên là chúng ta sẽ lựa chọn đáp án 4 nhá. Câu số 28. Konkai no Olympic ni wa
dệt tay Renshuni Hagende Kita. Chúng ta cùng xem này, người ta đang cho này, tôi tuyệt đối cái gì nhỉ, cái Olympic lần này tôi đang nỗ lực luyện tập. Cái động từ người ta cho các bạn thấy đều là động từ, là động từ mà kê rự là thua. Vậy thì cái nghĩa của chúng ta phải là tôi sẽ không thua, đúng không? Nghĩa phủ định, tôi sẽ không thua trong cái Olympic lần tới và tôi đang nỗ lực luyện tập. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ tìm một cái là không thua nhá. Một này, make kanenakute được chia ra từ make kaneru. Xin lỗi, chia ra từ make kanenai. Đấy, dạng lửng là kanenakute. Thì các bạn biết rồi, vmax bỏ mas cộng với kanemas có nghĩa là có thể sẽ v, đúng nhỉ? Đuôi là phủ định nhưng mà lại nghĩa là khẳng định. Câu này sẽ là có thể sẽ thua. Sai, nó phải là không thua. Câu số 2, makeru tsumori dewa naku là gì nhỉ? Là không phải là dự định sẽ thua. Vậy có nghĩa là không thua, à có vẻ là đúng đúng rồi đây. Nhưng mà chúng ta xem tiếp này, câu số 3 này, makenai tsumori de là tôi dự định sẽ không thua. Đúng nhỉ? Tôi dự định không thua, và đây là không phải tôi dự định sẽ thua. Thì thấy hai cái đều có vẻ như là ok. Nhưng vấn đề là cái từ dệt tai nhĩ, thì dệt tai nhĩ nó sẽ đi với dạng là dệt tai nhĩ về này, có nghĩa là tôi nhất định sẽ không có cái hành vi như vậy. Vậy thì phù hợp hơn phải là số 3, mặc dù số 2 cũng là dạng gì nhỉ, cũng là dạng phủ định đấy, thế nhưng mà nó lại là gì nhỉ, phủ định của cái tsumori đằng sau này. Với lại thông thường ấy, phủ định của tsumori ấy, chúng ta hay có là tsumori ga nai, chứ chúng ta sẽ ít khi có dạng là tsumori dewa nai. Đấy, nên là chúng ta sẽ không phù hợp cái câu 2 nhá. Đúng ở đây phải là câu 3, tôi nhất định sẽ không để thua, tôi không định là sẽ thua đâu. Câu 4 là make kaneru no dewa naku, ở đây là gì nhỉ, ở đây sẽ là vmas bỏ mas cộng kaneru, kanemas có nghĩa là không, đúng không nhỉ, không thua mà đằng sau lại phủ định một lần nữa, không phải là không thể thua tức là sẽ thua, không phù hợp. Sai, ở đây là ba đúng đấy. Cái câu này là một câu mà có thể nhiều bạn sẽ lựa chọn hai và chọn sai, chưa chuẩn, đúng nhất phải là ba nhá, có nghĩa là tôi nhất định là sẽ không để thua ở Olympic lần này đâu, nên là tôi đang nỗ lực luyện tập. Tiếp theo câu 29, sono hanko ga nanyani tamatama iwaseta hito ga ita. Các phương án này, người ta chịu, người ta viết như này thì có thể đọc là ita hoặc là okonata, nhưng mà các bạn thấy đây ở cái câu 2 và câu 4 người ta đang để là thể bị động như này này. Đấy, thì nó sẽ là đọc là oko, đúng không nhỉ? Okonata tokoro ni, okonawareta tokoro ni. Okonata tokoro de và okonawareta tokoro de. Chúng ta cùng xem. Thứ nhất, các bạn thấy đang để là hanko ga. Đấy, hanko là gì nhỉ? Là cái hành vi phạm tội. Hanzai koi đấy. Vậy thì hành vi phạm tội đó, nó dùng trợ từ là trợ từ ga. Vậy là hành vi phạm tội đó đang được thực hiện, chúng ta phải dùng thẻ bị động. Vậy các bạn sẽ loại trừ được ngay phương án 1 và phương án 3 là dùng thẻ chủ động mà sai, đúng nhỉ? Đấy. Vậy thì chỉ còn 2 với 4 thôi là thẻ bị động, nhưng mà vấn đề là tokoro ni hay tokoro de. Thì tiếp tục này, chúng ta có ở vế đằng sau nó bảo là gì đấy? Nó bảo là ngẫu nhiên xuất hiện một cái người, đúng nhỉ? Từ iawaseru có nghĩa là xuất hiện, có mặt. Ngẫu nhiên có mặt một người, có xuất hiện một người vào lúc mà hành vi phạm tội đang được thực hiện. Đấy. Vậy thì để dùng cái ngữ pháp đó chúng ta phải dùng tokoro ni mới chính xác nhá. Đây các bạn lựa chọn là số 2. Thông thường tokoro ni đằng sau sẽ là những cái động từ diễn tả phương hướng, chẳng hạn như là y cự này, đi này, cư rự đến này, cái rự về này. Về này, mô đô rự này, trở lại này. Đấy, hoặc là y rự cũng được, là có mặt, xuất hiện. Chúng ta phải chọn hai. Còn nếu là tokoro de thì nó sẽ có hai cách hiểu. Một là v tà tokoro de mà nghĩa là cho dù a thì cũng b cũng là một điều mà không không ổn,
không có ý nghĩa, chẳng như là Diosio setokushita tokoro de imiganai, cho dù có thuyết phục bố mẹ thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Thì với nghĩa như vậy câu này sẽ không phù hợp. Còn nghĩa là vào lúc ấy đấy, thì đằng trước của nó, đằng trước cái tokoro de, nó phải là những cái động từ diễn tả cái điểm ngắt, chẳng hạn như là gì nhỉ, chẳng hạn như là hajimatta này đấy, trong lúc cái gì đó bắt đầu này, hoặc là owatta cái gì đó kết thúc này, vân vân, thì chúng ta mới dùng tokoro de được. Còn ở đây là động từ okonawareta thì không thể dùng được nhá. Đúng ở đây phải là số 2. Tiếp theo câu số 30. Hito wa jibun ni kyomi ga nai hanashi wa setsumei sarete mo atama ni hairanai. Kirai ga aru, tameshi ga aru, niho ga naranai wa dewa irarenai. Chúng ta cùng xem cái câu người ta cho là gì. Người ta nói này, con người ấy thì dù được giải thích những cái chuyện mà không có liên quan tới bản thân thì sẽ không vào đầu. Đây là một câu mà diễn tả gần như là cái chân lý, cái sự thật, đúng không? Bây giờ chúng ta hay dùng cái ngữ pháp là monada, nhưng đây không có monada thì chúng ta dùng cái ngữ pháp nào mang tính chất gần giống tương tự, đó là ngữ pháp kirai ga aru các bạn nhé. Đấy, kirai ga aru ấy gần như là keiko ga aru, kuse ga aru, có cái tính chất, có cái thói quen, có cái khuynh hướng, có cái xu hướng như vậy. Con người ta có xu hướng là những cái chuyện nào mà không liên quan đến mình ấy, thì dù có giải thích, thì dù có nói chăng nữa thì nó cũng không ngấm vào đầu. Đấy. Số 2, Tameshi ga aru thì chúng ta không có ngữ pháp này các bạn ạ. Chúng ta chỉ có ngữ pháp Tameshi ga nai thôi. Đây, Tameshi ga nai. Nó giống ngữ pháp Tào Koto ga nai, nhưng mà Tameshi ga nai nó thường diễn tả cái việc là chưa từng làm một điều gì đó mang tính tích cực. Ví dụ như là Kanojo yakusoku o mamotta Tameshi ga nai. Cô ta chưa từng giữ lời hứa. Đấy. Không phù hợp. Số 3, Nihoka naranai, có nghĩa là chính là đấy, chẳng như là kono kuni o sasaeru no wa kimi tachi ni hoka naranai, cái người mà nâng đỡ cái đất nước này chính là các bạn, không phù hợp. Còn dewa irarenai khi đi với đằng trước là dạng phủ định, thì nó tạo ra dạng thức là không thể không vào đầu là sai, đúng không? Đây là dù dù có giải thích thì nó cũng sẽ không vào đầu, chứ không phải là nó sẽ vào đầu dưới dạng phủ định hai lần nhá, nên là bốn cũng không chính xác. Đấy, câu số 31. Kare wa gamble wo tomerarezu tsui ni wa kazoku ni nigerareru. Chúng ta có cái từ gamble ở đây có nghĩa là cờ bạc. Anh ta không thể bỏ được cái thói cờ bạc, anh ta không thể ngừng chơi cờ bạc đấy, và cuối cùng bị gia đình xa lánh, đúng không? Kết cục bị gia đình xa lánh thì chúng ta phải dùng ngữ pháp gì nhỉ? Số 1 là ipoda, là ngày càng, khi mà đứng ở cuối là ngày càng, nó đi với những cái từ thể hiện cái sự thay đổi, ví dụ như là fueru ipoda này, ngày càng tăng lên, đúng không? Hoặc là sagaru ipoda, ngày càng hạ xuống. Cái từ này không phải là động từ thay đổi nên chúng ta không chọn được ipoda, và nghĩa cũng không đúng luôn nhé. Số 2 là kagiri thì có rất là nhiều ngữ pháp, nhưng mà đứng cuối mà là đi với động từ như này thì nó sẽ không có những ngữ pháp phù hợp. Shimatsu có nghĩa là cuối cùng, kết cục là, đúng rồi, chính xác là ba, kết cục là như vậy, kết cục có cho những kẻ thích đỏ đen, đúng không, những con nghiện là như vậy. Câu 4 là madeda veru, madeda có nghĩa là cùng lắm thì làm cái hành động như thế, chẳng hạn như là hôm nay không xong thì cùng lắm là mai làm, thì chúng ta mới dùng cái kiểu ngữ pháp madeda như vậy được. Trong trường này sẽ không phù hợp. Như vậy đúng ở đây phải là 3. Tiếp theo câu số 32. Kuromo wa iroro na mono kara eikyo o uke nagara seichou shite iku. Kyoiku ya kate de no shitsuke. Tomodachi kara ukeru eikyo ga ooki to kangeraru. Câu người ta cho là gì nhỉ? Bọn trẻ con ấy nó lớn lên đấy, nó lớn lên trong cái quá trình mà nó tiếp nhận rất là nhiều ảnh hưởng từ nhiều thứ. Về trước người ta đang cho là những cái shizuke, những cái sự dạy dỗ răn dạy trong gia đình cũng như là giáo dục ở trường học này, thì gì nhỉ, có thể nghĩ tới cái ảnh hưởng nhận được từ bạn bè. À vậy thì chúng ta phải làm một cái ngữ pháp
không chỉ là cái vế trước mà còn là cái đằng sau đúng không? Những cái này là những cái mà đang mang tính chất là đang liệt kê tương đối là đồng đẳng với nhau. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cái ngữ pháp nào mang tính chất như vậy. Một này, nishitemi này bà, có nghĩa là nếu thử là đối tượng đó, nếu ở trong vị trí của đối tượng đó, không đúng. Số 2, toita tokoro de là dù có nói là đúng không? Chúng ta có ngữ pháp ta tokoro de có nghĩa là dù nói là không phải. Tiếp theo là số 3, mosaru koto nagara. À chính xác rồi, ngữ pháp này là cái A thì đã đành, cái A thì là như vậy. Đấy, không chỉ là cái A mà cái B cũng thế. Không chỉ là ảnh hưởng từ cái sự dạy dỗ của gia đình cũng như là của thầy cô trường học mà còn ảnh hưởng từ bạn bè nữa nhá. Đúng đây phải là số 3. Mo sa đựng koto nagara có nghĩa là cái A thì đã đành, cái không chỉ là cái A mà còn cái B cũng thế. Số 4 là o mono tomo sezuni có nghĩa là bất kể bất chấp cái A làm cái B đằng sau. Không có cái tính chất như vậy trong câu này nên là chúng ta sẽ loại này. Tiếp theo, câu số 33. Sekaku nanani ga doushite mo tsugo ga tsukimasen. Zannen desu ne, sore dewa mata no kikai ni. Người A và người B nói chuyện với nhau, các bạn thấy câu nó đều để là dưới dạng hỏi về tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ. Đấy. Người A nói như nào đây? Người A bảo là đã mất công gì đó này, về sau là doushite mo tsugo ga tsukimasen có nghĩa là ồ dù thế nào thì tôi cũng không thể nào tôi sắp xếp được. Tsugo ga tsukimasen nó giống như là tsugo ga warui ấy. Có nghĩa là tôi bận, tôi không sắp xếp được, tôi không thu xếp được. Vậy thì phải là người A bảo là anh chị đã cất công mời, vậy mà tôi lại không thể nào tôi thu xếp được, vậy mà tôi lại bận. Và người B đáp lại là à vậy thì tiếc quá, vậy thì để cơ hội sau. Vậy thì cái hành động mời phải là hành động của đối phương. Chúng ta sẽ cần phải tìm cái câu nào diễn tả hành động mời của đối phương. Bây giờ câu 1 này. ご招待いたしました。Đây. Cái này ấy, nó là dạng thức từ động từ dạng go hoặc là go về shimasu đúng không? Trong đó shimasu biến tiếp về khiêm nhường ngữ là itashimasu thì hành động về này sẽ là hành động của bản thân. Tôi là người mời là sai đúng không nhỉ? Phải là đối phương mời nhá. Loại 1. Câu số 2. ご招待させてあげました。Tương tự các bạn sẽ có này. O với nhóm 1, 2, Go với nhóm 3, dưới dạng V, Sashiagemasu. Có nghĩa là làm tôi là người làm V. Vậy thì câu này vẫn là tôi là người mời là sai. Tiếp theo câu số 3. Go shotai negaimashita. Đây. Cái hành động mời này sẽ là hành động của đối phương. Tuy nhiên, ngữ pháp O hoặc là Go V nega nó sẽ mang nghĩa là vt hoshi đấy hoặc là vt kudasai, thông thường nó mang tính chất là mình mong đối phương là hãy làm cái hành động v, trong khi đây là hành động mời là đối phương đã làm rồi, không phải là mình mong điều đó, nên là ba sai. Vậy thì chắc chắn là 1, 2, 3 sai là chỉ còn 4 thôi. 4 là gì nhỉ? 4 là go shotai itadakimashita. Đấy. Go. À, chúng ta có nhá, chúng ta có này O này hoặc là Go cộng với V Itadaku nó sẽ bằng với lại VT Itadaku có nghĩa là tôi đã nhận được hành động V từ anh, tức là anh đã làm V cho tôi là phù hợp nhất đúng không? Câu này là tôi đã được anh rất là mất công mời đến đúng nhỉ, vậy mà tôi lại không sắp xếp được, tôi lại bận. Đúng nhất đây phải là 4 nhá. Tiếp theo câu số 34. Câu 34 này, người A nói là kyō koso kanozo ni kokuhaku suru dame dattara shikata naku gì đó. Hế, anta sonna yūki aru no? Người A mới bảo là chính ngày hôm nay này tớ sẽ tỏ tình với cô ấy, nếu không được thì buộc phải làm sao đấy này. Người B mới bảo là cậu có cái dũng khí đấy ư? Vậy các bạn sẽ xem cái phù hợp với câu này sẽ là từ nào nhá. Số 1, akirameru beki de wa nai. Ngữ pháp beki de wa nai có nghĩa là không nên làm V.
không nên từ bỏ chắc chắn là sai rồi đúng không? Người ta đang bảo là nếu không được đấy thì chỉ còn cách từ bỏ, vậy thì phải làm cái nghĩa khẳng định đúng nhỉ? Số 2 này, akidame được đa kê no koto da, chỉ còn cách từ bỏ, đúng rồi, đúng đây sẽ là số 2. Các bạn lưu ý này, đó là veru cộng với lại đa kê no koto da nó bằng với lại veru shikanai, chỉ còn cách làm điều đó nhá. Câu số 3, akidame nai wa ke dewa nai, không phải là sẽ không từ bỏ, nó là phủ định một cách gọi là yếu ớt đúng không? Đấy, tức là sẽ từ bỏ nhưng mà nó không phải là 100%, mà là gì nhỉ, mà là đang nói theo cái kiểu là có thể từ bỏ hoặc cũng có thể là không từ bỏ, không đúng. Câu số 4 này, akidame nai hodo no koto dewa nai, nó không phải là cái việc đến mức không từ bỏ để gây nhiễu thôi, chắc chắn là sai, đúng đây phải là số 2 các bạn nhé. Hôm nay thì sẽ tỏ tình, còn nếu mà không được thì chỉ còn cách là từ bỏ thôi. Câu số 35, câu 35 này, この虫は冬の中で何々生きていける。Cái loài côn trùng đó ở trong mùa đông ấy, nó có thể sống. Các bạn thấy là nó có rất là nhiều cái dạng người ta chia khác nhau này. Nanimo tabezu ni irareru ga, nanimo tabezu ni wa irarenai ga, nandemo tabete irareru ga, nandemo tabete wa irarenai ga. Này, thì chúng ta sẽ xem cái nào là phù hợp. Câu 1, nanimo tabezu ni irareru ga. Các bạn lưu ý này, zu ni iru nhá. Đấy, dạng gốc của zu ni iru nó chia về dạng khả năng là zu ni irareru. Nó có nghĩa là ở trong trạng thái đó. Đấy. Chẳng hạn ở đây chúng ta có động từ gốc là tabe đự đúng không? Là ăn này, thì người ta sẽ chia là tabe zu ni. Đấy. Iru thì nó chính là tabe nai mama no jotai de iru, ở trong trạng thái là không ăn. Vậy thì ở đây sẽ là một câu phù hợp đúng không? Cái con côn trùng này ở trong mùa đông ấy, nó duy trì trạng thái là không ăn gì cả nhưng nó vẫn sống được, là phù hợp nhất. Đúng ở đây sẽ là số 1 về mặt ngữ nghĩa. Còn câu số 2, các bạn xem này, nó có ngữ pháp là dừ như là irarenai. Đấy, dừ là nai rồi thì cộng thêm một lần nai nữa, có nghĩa là không thể không, tức là buộc phải ăn. Vậy thì nó sẽ vô nghĩa đúng không? Con côn trùng này trong mùa đông thì nó không thể không ăn gì nhưng nó vẫn sống là sai. Phải là nó không cần ăn gì nhưng nó vẫn sống thì mới đúng chứ. Vậy là chúng ta sẽ loại trừ 2 bởi vì nghĩa không đúng. Với lại thông thường cái ngữ pháp đi với lại cái động từ đi với lại dường như vậy ra đến này ấy, nó không phải là mấy cái động từ ăn uống đâu, mà nó là mấy cái động từ không thể không khóc, không thể không cảm động, không thể không cười, vân vân. Nó là những cái động từ diễn tả tâm lý cảm xúc không thể kiềm chế được, chứ không phải là cái động từ diễn tả cái hành động chúng ta làm được bằng ý chí, như là ăn uống đi lại vân vân nhé. Câu số 3 là nan de mo tabete irareru ga, thì cái này không có ngữ pháp, này không có ngữ pháp te irareru sẽ bị sai. Số 4 là nan de mo tabete wa irarenai, ngữ pháp tabete wa irarenai có nghĩa là không thể cứ mãi làm cái hành động đó, không thể cứ ăn mãi, không phải. Cái này chúng ta sẽ thấy nghĩa không phù hợp, đúng đây phải là một rồi. Như vậy là chúng ta đã chữa xong modai số 5. Thì trong đề thi N1 ấy, không phải là chỉ toàn là các kiến thức N1 đâu, mà có thể người ta hỏi các bạn cả các câu của N2, N3, thậm chí là N4 mà nâng cao một chút cũng có. Đấy. Lưu ý nhá. Chúng ta sang modai số 6 là modai dấu sao. Chúng ta cùng xem này. Để làm tốt modai này ấy, các bạn sẽ cần phải rất là chắc cái kiến thức ngữ pháp cơ sở, chẳng hạn như là động từ sẽ đi với cái gì này, các ngữ pháp ghép với nhau như thế nào, cũng như là nhanh trong cái việc dịch câu. Chúng ta cùng xem. Kenka shita. Kanojo wa mukou o muite shimatta. Mo kuchi mo kikitaku nai. Kao awasete mo to bakari ni bakari nano de. Chúng ta cùng xem. Kenka shita là cãi nhau. Cô ấy hướng đi chỗ khác, cố ý chỗ khác. Một là gì nhỉ? Không muốn nói chuyện nữa,
dù có chạm mặt, tô bà carini là ngữ pháp như muốn nói là đấy, hành động thể hiện như muốn nói điều đó mặc dù không nói ra thành lời. Bà carina no de thì có thể là rất là nhiều nghĩa bởi vì ngữ pháp bà cari có nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây chúng ta thấy này, bà cari chắc chắn ở đây nó sẽ bị đi về tà đúng không, có nghĩa là vừa mới. Vậy thì chúng ta sẽ ghép được ở đây sẽ là bốn bốn ở ngay là sau kinh ca kinh kasita đúng nhỉ, chúng ta sẽ có kinh kasita bà cari nano đệ đấy, bởi vì vừa mới cãi nhau đúng nhỉ. Vậy thì chúng ta còn tận ba thằng nữa cần xếp, đó là một hai và ba, chúng ta xếp thế nào? Chúng ta thấy này, vế đằng sau đó là gì đấy, cô ấy quay chỗ khác đúng nhỉ. Vậy thì chúng ta sẽ theo cái câu này thì sẽ dịch nghĩa thì sẽ tốt hơn, bởi vì nếu không các bạn lập luận sẽ mất rất nhiều thời gian nhá. Là gì nhỉ, bởi vì vừa mới cãi nhau đấy, cho nên là gì đây, cho nên là dù có chạm mặt nhau đúng không, chúng ta sẽ cho hai ở đây ko o awase demo đấy, cho dù có chạm mặt nhau ấy thì cô ấy vẫn gì nhỉ, vẫn quay mặt đi như thể là không muốn nói chuyện với tôi nữa đấy. Như vậy là chúng ta sẽ cho một ở đây, một là mo kuchi mo kikitaku nai, và ba là tô bà carini đấy. Cái này thì câu này chúng ta dịch nghĩa thì sẽ nhanh hơn là lập luận theo dạng là ngữ pháp gì đi với cái gì các bạn nhé, tùy từng trường hợp mà chúng ta sẽ có cái linh hoạt trong cái cách làm. Đúng ở đây các bạn sẽ cho một vào, còn nếu các bạn mất thời gian mà chưa nghĩ ra được thì tốt nhất các bạn dành thời gian để làm câu khác đấy, các bạn phải xem lại là mình chưa đủ kỹ năng để làm đấy. Tiếp theo chúng ta sang câu số 37. Osewa ni natta wake ni wa iku mai shoushou muri o shite mo Tanaka-san no tanomi kotowaru to atte wa. Câu này là câu mà chúng ta có thể căn cứ vào cái cách sử dụng ngữ pháp để chúng ta lựa chọn đây này. Các bạn thấy wake ni wa iku mai thì mai này chính là nai daro đúng không? Thì iku mai chính là ikanai daro. Đấy, ngữ pháp của chúng ta sẽ là wake ni wa ikanai. Vậy thì chắc chắn là đằng trước sẽ là phải là ve ru hoặc ve nai đúng không ạ? Vậy thì đây chúng ta phải cho ba phía trước. Đấy. Nhá, ba là ve ru là thỏa mãn này, còn lại những cái kia không không phù hợp. Kotoaru. Vậy đây là tôi có lẽ là tôi không thể từ chối. Tiếp theo các bạn thấy có osewa ni natta. Vậy thì đằng sau này sẽ phải là một từ chỉ người đúng không? Đấy, một ai đó đã giúp đỡ mình nhiều. Vậy thì các bạn sẽ cho số 2 là từ chỉ người là Tanaka san no tanomi. Là được 2 và 3 đứng đầu và đứng cuối rồi. Tiếp theo là 1 và 4 là chúng ta xếp như thế nào? Thì các bạn thấy có đây là ngữ pháp toate, ngữ pháp N1. Toate là vì là A nên là B. Vậy thì chắc chắn là đằng sau của 2 đúng nhỉ, là danh từ chúng ta phải cho 4 vào. Đấy, vậy là 4 là toate wa chúng ta cho ở đây. Và đương nhiên là số mấy nhỉ? Số 1 sẽ là đứng sau đúng không? Số 4 số số Murio Shitemo. Đấy. Này cho xuống nha. Đây, thứ tự đúng của chúng ta là 2 4 1 3. Các bạn khoanh phương án 1. Câu này nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là vì là cái lời nhờ vả của anh hoặc là chị Tanaka là một người mà giúp đỡ tôi rất nhiều, cho nên dù có hơi quá đáng, dù có hơi vô lý, dù có hơi quá sức, nhưng có lẽ là tôi cũng không thể từ chối được. Đấy. Các bạn có thể dịch nghĩa, các bạn khoanh luôn hoặc không các bạn lập luận. Tiếp theo câu số 38. Câu 38 này, Sonna wakai to というものだろう。両親の許しを得る。一人暮らしを始める。ことは無理だ。ことなしに。Ở đây các bạn thấy có koto nashi ni thì các bạn nhớ ngay tới cái ngữ pháp là gì nhỉ? Là veru koto nashi ni. Đấy. Là nếu không v
thì đằng sau là một điều không thể, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái hint tội này để chúng ta chọn. Vậy thì chắc chắn là đằng trước cái Cotonacini này phải là một cái gì nhỉ? Phải là một cái V đựng. Ở đây chúng ta có hai V đựng là số 2 với lại số 1, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào nghĩa thôi. Ở đây chúng ta thấy này, số 1 đó là nhận được cái sự cho phép của bố mẹ. Với hai là bắt đầu sống một mình. Vậy thì chắc chắn là chúng ta phải là không có cái sự cho phép của bố mẹ thì không thể bắt đầu sống một mình được. Chứ không thể là không thể bắt đầu sống một mình cho lên trước được, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có thằng số 1 này. Chúng ta sẽ cho là Gyoshin no Yurushio Eru. Tiếp theo là thằng số 4, Koto Nashini. Đấy, Koto Nashini. Koto Nashini mới chỉ là đang đánh dấu màu vàng để dễ nhìn, ban nãy là ngữ pháp thôi các bạn nhé, không phải là chọn 4 đâu. Tiếp theo là chúng ta có gì nhỉ? Có còn 2 với 3, vậy thì cái gì trước? À chắc chắn của chúng ta sẽ phải là số 2 trước rồi. 2 là gì nhỉ? Hitori Gurashi Hajimeru. Và cuối cùng là 3, Koto Muri Da. Đây, chúng ta xếp thứ tự là 1, 4, 2, 3. Các bạn sẽ khoanh 2 là phương án chính xác. Câu này nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là trẻ như thế ấy. Đấy, nếu mà trẻ như vậy, ít tuổi như vậy thì đúng là nếu không có sự cho phép của bố mẹ thì việc bắt đầu sống một mình sẽ rất là khó khăn, sẽ là không thể luôn. Đây, bỏ cái này đi, không các bạn lại tưởng chọn 4. Câu số 39. Yasumi o torenai. Ryoko gurai ikimashou yo. Isogashii nara hodo iza shirazu hima nara. Chúng ta đang thấy ở đây là gì nhỉ? Không thể xin nghỉ này, muốn đi du lịch này, rủ đây đi du lịch này, nếu là bận này. Hô đồ là nhiều nghĩa, khoảng cỡ đến mức iza shirazu. À ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái ngữ pháp đó là nara iza shirazu, đúng không? Đấy, ngữ pháp sẽ là nara iza shirazu, có nghĩa là nếu là cái đằng trước ấy, thì ok đấy, thì là tạm chấp nhận. Ở đây lại có hai nara là một với lại bốn. Vấn đề ở đây chúng ta sẽ xếp cái nào trước, cái này chúng ta sẽ dịch nghĩa nhé. Câu này chúng ta dịch nghĩa, các bạn thử đoán xem nghĩa là gì nhỉ? À nó sẽ là nếu là bận đến mức không thể xin nghỉ, đúng không? Đây chúng ta sẽ cho thằng số 2 là ở đây này. Hoặc là các bạn lập luận được Torenai đang là thể Futsuke thì đằng sau đây nó phải là danh từ hoặc là dạng ngữ pháp, không thể là Izashirazu Himanara hay là Isogashinara ở đây được. Vậy thì chúng ta phải cho Hodo ở đây. Đấy, đến mức không thể xin nghỉ, vậy thì phải là bận đến mức không thể xin nghỉ. Vậy là một ở đằng đây, Isogashinara. Đấy. Và tiếp theo sẽ là 3, Izashirazu. Cuối cùng 4 là Himanara. Thứ tự là 2, 1, 3, 4. Các bạn khoanh 3. Câu này sẽ mang nghĩa nếu là bận đến mức mà không thể xin nghỉ ấy thì không nói. Đấy. Thế nhưng nếu mà rảnh ấy thì cùng nhau đi du lịch đi. Câu 40, câu cuối cùng của phần xếp sao. Hajimete ni atto sareta terebi to wa chigau butai nara dewa no hakuryoku gekijou ni ashi o hakobi. Các bạn thấy này, hajimete là lần đầu tiên, vậy thì lần đầu tiên là phải là lần đầu tiên làm gì? Vậy chúng ta sẽ có câu số 4 đúng không? Phương án số 4 là diễn tả hành động, thì 4 phải đặt ngay sau hajimete, đó là gekijou ni Ashio Hakobi, có nghĩa là lần đầu tiên đặt chân đến sân khấu kịch, nhà hát kịch. Đấy.
Tiếp theo các bạn thấy có này, Ni Atto Sareta, bị áp đảo bởi cái gì đó. Vậy thì chắc chắn là đây chúng ta cần một cái danh từ. Đấy, vậy danh từ đây chỉ có thể là ba đúng nhỉ? Sẽ là no hoặc cư điếu cự, đó là cái sức hấp dẫn, cái sức cuốn hút. Đây các bạn lại thấy có này, đó là ngữ pháp Naradewa. Đấy, vậy sẽ là Nara N1, Naradewa no N2. Vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ phải có hai đứng trước ba. Vutai Nara Dewa. Đấy. Vậy thì duy nhất còn phương án số 1 chúng ta sẽ cho ở đằng sau phương án 4 đúng nhỉ? Một sẽ là Terebi Toa Chigaru. Thứ tự đúng của chúng ta sẽ là 4 1 2 3. Đấy. Các bạn khoanh một nhá. Các bạn lưu ý này, có thể là dấu sao người ta sẽ không phải là luôn cho cố định ở vị trí thứ ba, mà có thể là người ta sẽ cho ở vị trí thứ hai hoặc thứ nhất hoặc thứ tư. Các bạn cần phải xếp đúng và nhìn kỹ, kiểu rất là tiếc nếu như mà đã làm đúng, xếp đúng rồi nhưng mà lại nhìn vị trí sai và chọn sai. Đúng đây phải là số 1. Câu này là gì nhỉ? Câu này là lần đầu tiên mà đặt chân đến, gọi là vác xác đến đấy, lần đầu tiên mà đặt chân đến sân khấu kịch ấy, thì tôi đã bị cái gì nhỉ? Tôi đã bị áp đảo bởi cái sức hấp dẫn, cái mà chỉ có ở gì đấy, ở sân khấu kịch, khác xa so với ở trên TV. Đấy. Đúng đây là một nhá. Và tiếp theo chúng ta sang môn đai số 7 là môn đai ngữ pháp trong đoạn văn. Thông thường cái câu này, cái môn đai này, rất là nhiều bạn sẽ nghĩ rằng đây là đọc hiểu, nhưng đây không phải là đọc hiểu, đây là ngữ pháp, và các bạn sẽ có thể làm rất là nhanh cái câu này. Đấy, không phải chúng ta cần đọc hết toàn bộ cái nội dung đó, chúng ta vẫn có thể làm được. Bây giờ chúng ta thử làm cái bài này một cách gọi là nhanh nhất xem thế nào nhé. Bài này chúng ta chỉ dành tối đa khoảng 5 phút để làm thôi, các bạn không nên dành nhiều hơn, thời gian nhiều hơn nên để dành cho phần đọc hiểu. Chúng ta cùng xem cái câu số 41 này. Để làm cái câu đó thì trước hết là chúng ta sẽ xem thật kỹ cái câu này. Đấy, người ta viết như sau: Mata kokusai kankaku o minitsukeru ということは何々 daijoubu というような一本の魔法の槍を見つけることでもありません。Rồi chúng ta thấy này, người ta đang đưa ra một cái định nghĩa, người ta bảo là cái việc mà trang bị, đúng không? Minitsukeru là trang bị. Cái việc mà trang bị được cái gọi là cảm giác quốc tế. Cái từ cảm giác quốc tế này chúng ta không nên dịch nguyên sinh nghĩa là cảm giác quốc tế, mà có thể hiểu là kiểu như là tầm nhìn quốc tế ấy. Đấy. Cái việc mà trang bị được cái tầm nhìn quốc tế ấy, nó cũng không phải là cái việc chúng ta tìm ra một cái gì nhỉ? Đây các bạn thấy có từ yari nhá, Hán tự là chữ thương, cây thương, cây thương là cây gì đây nhỉ? Là cây giáo. Đấy. Một cái cây thương ma hô, một cây thương ma thuật, một cái cây giáo ma thuật. Đấy. Vậy thì đằng trước Toyu Yona là một cái bổ nghĩa giải thích cho cái gọi là cây thương ma thuật, cây giáo ma thuật, đúng không? Đây, vậy là chúng ta sẽ cần tìm một cái cụm nó phù hợp với ý nghĩa của cái gọi là cây thương ma thuật, cây giáo ma thuật, đúng chưa? Vậy thì nó phải mang nghĩa tích cực. Đấy, chúng ta sẽ chọn một cái ngữ pháp nào phù hợp với cái cụm Nani Daijoubu và tạo ra cái ngữ và tạo ra cái nghĩa tích cực nhá. Các bạn thử xem này. Ví dụ như số 1, Kore sae te ni ireba, có nghĩa là chỉ cần có được trong tay cái này là được. À, chính xác đúng không? Cái cây thương ma thuật, cây giáo ma thuật là một cái có phép màu, và chỉ cần có nó trong tay là ok là được. Vậy là phù hợp nhất về mặt nghĩa, nên là chúng ta chọn được luôn là một. Còn số 2 này, Kore o te ni irenakute mo daijoubu, có nghĩa là dù không có cái đó trong tay cũng ok. Vậy thì không thể gọi là cây thương ma thuật, cây giáo ma thuật được, đúng không? Đang nói là không cần có nó cũng được thì đâu phải là đề cao vai trò của nó. Loại câu số 3 này, Kore dake te ni irete wa. Các bạn thấy đây người ta dùng ngữ pháp là te wa. Thông thường ngữ pháp a te wa b, có nghĩa là cứ a lại b. Đấy là cái đầu tiên, là dùng diễn tả hành động lặp đi lặp lại. Đây không phải lặp đi lặp lại, chẳng hạn là cứ viết rồi lại xóa đấy. Đấy, cứ ăn rồi lại ngủ, thì đây nó không mang tính chất có hai hành động như vậy, không thể mang nghĩa đó. Vậy thì tèo à đây mang nghĩa là nếu a thì b là điều không tốt, mà đằng sau lại là daijoubu là một điều tốt, nên là không thể mang nghĩa này nhá. Vậy chúng ta sẽ loại trừ được số 3. Đấy. Số 4 là Kore o te ni irerarenakute wa, là gì nhỉ? Nếu mà không thể có được cái này trong tay thì là ổn,
Vậy thì là không cần có nó rồi, chúng ta loại. Đấy, vậy thì đây đúng phải là số 1. Chúng ta sẽ khoanh cái, chúng ta sẽ lấy cái này lại nhá. Để cho sang câu để dịch nhá. Đấy. Các bạn sẽ chọn nó đúng là một này. Cho vào đây. Chưa dịch vội nhưng mà chúng ta sẽ xem tiếp những câu còn lại xem làm thế nào. Đây. Tiếp theo câu số 42. Câu 42 các bạn thấy người ta để như thế này. Đây. Tada, watashitachi nihonjin no bae, doushite mo mazu nihon という kuni no waku o kangae, sono wakugumi no naka de sekai ni hokoreru nihonjin no shishitsu to wa nani ka to 42. Rồi, chúng ta thấy này, người ta ghi có điều trong trường hợp người Nhật chúng ta ấy thì làm sao đó này nghĩ, đúng nhỉ, dù thế nào ấy cũng sẽ nghĩ về một cái khuôn khổ là đất nước Nhật Bản, và trong cái khuôn khổ đó nội dung này, cái gì nhỉ, cái phẩm chất, cái tư chất của người Nhật mà có thể tự hào với thế giới là cái gì. Vậy 42 chúng ta xem người ta có những phương án nào nhá. À, các bạn thấy là đều là động từ kangaeru là suy nghĩ đúng không? Kangetsu arimasu có nghĩa tsutsu arimasu có nghĩa là ngày càng. Ngày càng nghĩ là cái đây không phải diễn tả xu hướng đúng nhỉ? Loại trừ này. Số 2. Kangaete shimai gachi desu. À đúng rồi. Người Nhật chúng ta có xu hướng nghĩ như thế đúng không? Là một cái xu hướng mà số đông người phù hợp nhất sẽ là số 2. Số 3 là kangaete wa ikemasen, là không được nghĩ như thế. Không phải, người ta vẫn đang nghĩ như vậy mà. Số 4 là phải nghĩ như thế, không phải. Đấy, đúng nhất đây phải là số 2. Như vậy là nếu mà nắm vững ngữ pháp các bạn sẽ làm rất là nhanh những câu như thế này. Tất nhiên để nắm được vững ngữ pháp thì chúng ta còn cần phải luyện tập rất là nhiều. Đây là một quá trình rất là dài, không thể nói đơn giản được đúng không? Đây, các bạn sẽ cho cái này là phù hợp nhá. Đấy, người Nhật thường có cái xu hướng, thường có khuynh hướng nghĩ như thế là phù hợp nhất. Tiếp theo câu 43, các bạn thấy câu 43 nó đứng đầu một đoạn. Vậy thì đây sẽ là một câu về liên từ. Một câu về liên từ ấy thì chúng ta cần phải đọc câu, cái câu trước nó và câu sau nó xem nó liên kết với nhau như nào. Thì các bạn xem. Đây, câu trước nó đây. Câu sau nó đây, chúng ta cùng xem nó có mối quan hệ như nào nhá. Sono koto wa kokusaiteki na mondai ga hiroku ninshiki sareru yo ni natta koto ni mo arawarete imasu. Người ta nói gì nhỉ? Người ta nói ấy là cái điều đó nó xuất hiện đấy, nó thể hiện qua việc rất là nhiều cái vấn đề quốc tế đang được nhận thức một cách rộng rãi đấy. Đằng sau này gì nhỉ, những cái việc như là bảo vệ môi trường tự nhiên trên thế giới, rồi thì lợi ích kinh tế của một đất nước đúng nhỉ, của các đất nước nó xung đột với nhau thì nó xảy ra, nó có thể xảy ra. À, chúng ta xem cái nào phù hợp nha. Shikashi là nhưng tuy nhiên, nối hai bên này tương phản, hai cái trên không phải tương phản loại. Mochiron đương nhiên, cái này cũng không phải đương nhiên. Ta tôi bà ví dụ đúng rồi. Đúng đây sẽ phải là số 3 là chính xác. Tại sao lại là số 3? Thì các bạn hãy để ý này. Ở câu trên, ai ở câu trên đây, người ta đang gì đây, người ta đang cho xuất hiện các vấn đề quốc tế đúng không, và ở dưới người ta liệt kê các vấn đề đó là gì. Vấn đề đó là đây, bảo vệ môi trường tự nhiên, rồi thì xung đột kinh tế đúng không, xung đột lợi ích kinh tế. Vậy rõ ràng đây là các ví dụ rồi, nên là chúng ta sẽ phải chọn ba. Tashikani của phương án 4 ấy nó là quả thực là không phải. Tiếp theo câu số 44, câu cuối cùng nhá. Chúng ta cùng xem này. Câu cuối cùng là câu kết rồi. Đây. Hitotsu no jidai wo tomo ni ikiru ということは、その時代が抱える問題を世界の人々と。Rồi các bạn thấy, người ta đang dùng dạng thức định nghĩa.
cái việc mà sống chung một thời đại, đúng nhỉ? Vậy thì cái ngữ pháp của chúng ta ấy, chắc chắn nó phải là N1 qua N2 đề sự. Đấy. Đấy, tức là N1 là N2. Vậy thì kết thúc nó phải là một cái dạng danh từ thì mới chính xác. Các bạn thử xem cái dạng thức nào là danh từ nhá. Các bạn thấy này. Đây, ni kostaku to wa nai, đây là dạng thức ngữ pháp động từ không phải. Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được câu 1 này. Kyoyu shite wa ikaga desho ka, chính là Kyoyu shite wa do desho ka, đây là câu động từ không phải, loại luôn. Số 3, Kyoyu dekinaku naru kara desu, đây là câu động từ đúng không, kết thúc bằng kara desu nhưng mà là động từ không đúng. Vậy thì chỉ còn 4 là chính xác. Đấy, Kyoyu suru koto demo aru kara desu, đây các bạn thấy này, có de koto demo aru. Đấy, đây là một dạng thức câu danh từ bình thường ấy, nó là Kyoyu suru koto desu này, nhưng mà ở trong văn viết ấy nó sẽ biến thành koto de aru. Đấy, koto de aru nhá, thì nó khi mà nó nhấn mạnh nó cũng là thì thành koto de mo aru, còn kara desu là diễn tả, là nó giải thích cho cái câu phía trước. Đấy, như vậy đúng nhất ở đây chúng ta phải chọn phương án số 4 là phù hợp. Các bạn sẽ lựa chọn được Yombang là chính xác. Yombang vào đây. Đấy, khi mà chúng ta đã lựa chọn được 4 phù hợp rồi ấy, thì chúng ta sẽ dịch nó sẽ dễ hiểu hơn. Có nghĩa là cái việc mà sống chung một thời đại là bởi vì, à vậy thì nó đang giải thích cho cái câu phía trước, chúng ta cần phải đọc cả câu trước nữa thì mới mới hiểu được trọn vẹn ý của cái câu này. Ngoài cái việc chúng ta loại trừ theo dạng thức câu là N1 qua N2 đấy, thì còn phải đọc câu trước nữa nếu như mà muốn tường tận. Câu đằng trước nữa người ta nói gì đây? Người ta nói là gì nhỉ? Sono toki ni watashi tachi ga jibun no kuni no rieki dake ni torawarezu ni yori fuhenteki na shiten kara hasso dekiru ka dou ka ga mondai ni natte kimasu. Cái lúc đó ấy, cái vấn đề đặt ra đúng không? Một cái điều trở thành vấn đề đó là chúng ta liệu có thể suy nghĩ từ cái shiten, từ cái quan điểm mang tính chất phổ biến hơn, phổ quát hơn, đúng nhỉ? Mà chúng ta không không phải là chỉ bị bó buộc bởi những cái lợi ích của đất nước mình. Đấy. Thì câu đằng sau là giải thích là bởi vì khi chúng ta cùng sống ở trong một thời đại, đúng nhỉ? Đấy, cái việc mà chúng ta cùng sống trong một thời đại cũng chính là việc chúng ta chia sẻ những vấn đề mà thời đại đó đang mang với những người khác ở trên thế giới. Đấy. Chúng ta sẽ lựa chọn được phù hợp nhất là 4 từ cái việc dịch cũng như là từ cái ngữ pháp như này, đúng không? Thì đó là cái cách mà chúng ta không cần phải đọc hết toàn bộ. Đây các bạn thấy là sẽ gần như là một nửa số câu các bạn không cần đọc, các bạn vẫn chọn được. Nhưng mà các bạn sẽ không hiểu hoàn toàn nếu mà chỉ làm theo mẹo. Đấy, khi mình làm bài thì mình vẫn kiểu đọc và hiểu hết toàn bộ để lựa chọn. Nhưng mà đó là cần một cái quá trình tích lũy rất là dài. Các bạn nếu mà chưa đủ cái kinh nghiệm để làm như đó như thế ấy, thì cố gắng là làm sao nhanh nhất có thể nhá. Hoặc nếu mà thấy bài này không tự tin ấy, thì cố gắng là dành thời gian cho những cái bài sau. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút là cái nội dung cụ thể của bài này là gì. Sau khi đã chọn được đáp án đúng rồi, tên bài là Kokusai Kankaku, có nghĩa là tầm nhìn quốc tế ấy, người ta nói này. Kokusai Kankaku ga aru ということはただスラスラと外国語を話し、外国人と無駄なく付き合えるというような単純なことではありません。Có nghĩa là cái việc mà có được một cái tầm nhìn quốc tế ấy, nó không phải đơn thuần chỉ là việc chúng ta nói ngoại ngữ một cách lưu loát, hay là cái việc chúng ta có thể giao tiếp một cách không có khó khăn gì với người nước ngoài. Đấy. Và cái việc mà chúng ta trang bị được một cái tầm nhìn quốc tế ấy, nó cũng không phải là cái việc chúng ta tìm được cho mình một cái ngọn giáo ma thuật, một cái cây thương ma thuật, cái cây thương theo cái kiểu là à, chỉ cần có nó trong tay là đủ rồi, là ok rồi. Đấy. Mà sao? Mà cái việc nói là tầm nhìn quốc tế ấy, nó là gì nhỉ? Sorewa nhá. Nó là cái việc chúng ta suy nghĩ về cái cách sống của chúng ta, những người đang sống trong thế kỷ 21 này, trong cái xã hội hiện đại này. Đấy. Và nó cũng là việc mà chúng ta gì đấy? Chúng ta hỏi đúng không? Đấy, chúng ta đặt ra câu hỏi là gì đây nhỉ? Nếu như một người
Hitorinoni ga jibun no ikikata o nura, cái này lại quên mất cách đọc cái này rồi. Tsura tsuranuku, đúng rồi, tsuranuko. Tsuranuko. Ok. Là cái việc mà chúng ta đặt ra câu hỏi, nếu như một người họ cố gắng quán triệt cái cách sống của mình, họ cố gắng giữ vững cái cách sống của mình, họ cố gắng theo đuổi cách sống của mình, thì rốt cuộc là họ được yêu cầu những cái tư chất gì? Đấy. Cả cái đoạn đầu tiên nó nói về việc thế nào mới gọi là cái gọi là tầm nhìn quốc tế, đúng không? Không phải chỉ đơn thuần là nói ngoại ngữ bla bla giao tiếp không có vấn đề gì đấy, mà còn phải là gì nhỉ, suy nghĩ về cái việc mình đang sống trong xã hội hiện đại trong cái thế kỷ này, cũng như là gì nhỉ, đặt ra câu hỏi như vậy. Tiếp theo người ta nói là gì đây nhỉ, thế nhưng mà trong trường hợp người chúng ta ấy, thì thường có cái xu hướng nghĩ, đúng nhỉ, thường có cái xu hướng nghĩ về cái gì đây, nghĩ về cái khuôn khổ đất nước Nhật Bản đấy, và trong cái khuôn khổ đó đấy, đặt ra câu hỏi là cái tư chất của người Nhật có thể tự hào với thế giới là gì, có nghĩa là vẫn chỉ mang chất bó hẹp thôi, không phải là trên cái phạm vi, trên cái tầm nhìn mang tính chất thế giới, trên tính chất toàn cầu nhá, mà chỉ bó hẹp lại trong cái phạm vi Nhật Bản đấy. Câu tiếp theo người ta nói này, Tada, Gendai dewa jibun no kuni no kokueki sae mamorereba sore de yoi という時代 dewa natte kitemasu. Thế nhưng mà cái thời hiện đại này ấy, nó không còn là một cái thời đại mà chỉ cần bảo vệ cái lợi ích quốc gia mình là đủ nữa. Đấy. Cái điều này nó xuất hiện ở rất là nhiều cái vấn đề quốc tế khác nhau đang được nhận thức, đang được nhìn nhận một cách rộng rãi. Ví dụ như là những cái vấn đề như là bảo vệ môi trường tự nhiên trên thế giới, cũng như là cái việc lợi ích kinh tế của các nước nó xung đột với nhau là cái điều mà có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Đấy. Vậy thì cái lúc đó cái vấn đề đặt ra là chúng ta có thể suy nghĩ từ quan điểm mang tính phổ quát không, không chỉ bị bó buộc, gò bó bởi cái lợi ích của đất nước mình. Đấy. Là bởi vì cái việc chúng ta sống cùng nhau trong cái thời đại này, đúng nhỉ? Đấy, chính là việc chúng ta chia sẻ vấn đề của thời đại mà những cái con người sống trên thế giới này nó cùng đang có, cùng đang mang. Đấy. Thì tầm nhìn quốc tế phải là gì đây nhỉ? Mang cái vấn đề chung của toàn xã hội, toàn nhân loại, toàn thế giới, có cái suy nghĩ về cái đó nhé, không phải là chỉ đưa cái vấn đề của đất nước mình, dân tộc mình lên. Thì đấy là nội dung của cái bài này. Tất nhiên là đi thi các bạn sẽ không có thời gian để tìm hiểu nhiều như vậy đâu, nhưng mà nếu bạn nào mà muốn hiểu kỹ ấy, thì có thể tham khảo thêm cái cách dịch như thế. Rồi, chúng ta kết thúc phần dịch bài ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sắp tới. Hy vọng các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ các video của anh CC.